Khi ấy Jesus nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giê-xu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Đó là lời Chúa. Bài học thứ nhất chính sự từ sách Đề Nghị Luật cho chúng ta thấy
con người không sống chỉ nhờ nửa mặt, nhưng sống nhờ mọi lời đề của Chúa phán ra. Khi lối vào mạch ý này, Thánh Thể làm cho linh hồn trở nên con người của lời Chúa. Ở đâu có điều, ở đó có niềm vui khi lời của Chúa được công bố. Vì lời Chúa là chính Chúa được đến, Ngài sẽ làm đạo con người qua lời của người. Bởi vậy, linh hồn hiện hữu là để đáp trả tin mừng. Linh hồn có những tin vui, những tin tốt lành để mang đi nó vào. Linh hồn được mời gọi chỉ cho mọi người hiểu được con đường dẫn tới Chúa là hạnh phúc tích cực và là niềm hy vọng và sự sống đời đời. Và như thế, lời đáp trả của linh hồn chỉ có thể diễn tả giữa những thái cảm của tình yêu như một sự kiện mang đến niềm vui chứ không phải nỗi buồn. Lời muốn sống chứ không phải khổ lỗi, một tình yêu và lòng thương xót thứ hai chứ không phải lo sợ, một sự sống dồi dào chứ không phải sự chết của người đời. Bởi vì lời Chúa là lời hạnh sống, lời đấng từ trời xuống, đấng mở trời mưa ban xuống cho chúng ta để chúng ta sống dồi dào xuống lại. Vì chỉ Chúa là ngôi lời có thể đem lại lời bảo của chúng ta để biến đổi các con có sự sống và sự sống xuống lại. Chúng ta có thể nhìn thấy đôi cha mới hôm nay luôn nở một nụ cười rất chân thành trên môi với một con cách từ một kinh yêu rất tâm linh thân thiện gần gũi tỉ mỉ với mọi người. Cuộc sống của người đã trở thành một cuộc điệu tâm lan cho người của Chúa. Nhưng Ngài đang muốn sống trong tâm hồn và điều này được hành trên mặt đời chúng tôi. Từ nhận định đó là linh mục biết là trở thành con người của sự nghiệp không? Bởi vì khi cử hành thánh thể là chúng ta cử hành với kiểu được không? Giao lưu truyền đến người nghiệp không? Vì chúng ta vừa nghe trong thư gửi cho những cô như cô Thánh Phaolô đã phân biệt nghiệp không là ý nghĩa trọng yếu của thánh thể. Khi chúng ta lâm chứng chúng tôi bằng cảm đã Thiên Chúa đã chẳng phải là giữ phần và mình mà có cái cô tư. Và khi chúng ta cùng mẹ và thay đó đã chẳng phải là giữ phần và thân thể của người sao. Tuy nhiều người nhưng chúng ta chỉ là một thân thể. Chính vì vậy phát xuất từ thánh thể là những cái hiểu không nên người đức cũng không thể là gì khác hơn là người tư tế hiểu không bằng chính sự sống của cái cô để rồi thông truyền sự đời sống nhân phẩm ấy đến cho cộng đoàn các tín hữu. Đấng cao cả, phẩm giá cao quý và vẻ đẹp của linh mục là được mời gọi về công tiếp cận với Chúa Kitô cho thánh thể để rồi lấy tất cả sự sống và cuộc sống khác trở lại lời mời gọi của Ngài. Hầu có thể quy tụ các tín hữu dẫn đưa mọi người vào một đời hiểu không trong thánh thể và chính trái tim của Chúa. Linh mục được mời gọi tham gia vào vai trò công tiếp ấy để quy tụ muôn người trên quanh Đức Giêsu Kitô. Như trong tin mừng do chúng ta đọc thấy lời cầu nguyện của Đức Kitô trước giờ tất niên, trước khi cử hành nghi lễ vượt qua của người được gọi là lần cầu nguyện của vị thượng đế. Một lần cầu nguyện có thể là tâm điểm của tất cả tín hữu. Tổng lượng toàn bộ sẽ là tâm thế của người. Lạy Cha, xin Cha cho tất cả linh hồn Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ ở trong chúng ta nữa. Chắc hẳn trong lối của chúng ta đây đã được có những cảm nghiệm từ những yêu thương trong đời, từ trong gia đình, trong giáo xứ để rồi nhìn nhận là chính mình cũng sống nhờ và biết bao hy sinh công hiến tình yêu của người ta, chứ không phải tự nhiên mà người ta có thể hy sinh từ bỏ tất cả cuộc đời để dâng mình cho Chúa đâu. Chắc hẳn cha mới cũng đã từng cảm nhận tình Chúa yêu thương rất nhiều giữa chúng ta nên ngoài có thể để cho lòng mình tình yêu của Chúa chiếm hữu để rồi từ đó có thể đáp lại gọi yêu thân phục sự Chúa và phục vụ con người như cho như chính mình như tấm bánh thánh thể được vẽ ra thành của ăn biết được nuôi dưỡng con người như cho rượu được thôn độ và tận tình yêu thương cho mọi người nhất nguyên một trong thiên nhiên chúa để rồi cuối cùng thưa những lời của Giêsu trong tin mừng Gioan hôm nay thì tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống.
lắm một lần về khởi sự và chủ sự lễ tạ ơn để mọi người được sự quan tâm và biết mình là y tế của Kitô nên một đời cũng chính là tâm vấn và chiều điều cánh để tương thánh linh cho thần ký biến đổi thành mình và máu thánh của Kitô để nhờ đó mà tất cả chúng ta được biến đổi. Một lời tiếp theo của Linh Mục có thể nói diễn tả và thể hiện điều mà Thánh Phaolô nói đi. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống mà là Kitô sống trong tôi. Như thế một người mạnh mẽ đẹp như là sự không chết vinh quang trở ra vinh quang tương lai của sự phục sinh của sự sống đời đời vì ai ăn bánh này sẽ được sống vô cùng vì thấy vẻ dấu chỉ là thiên nhiên của những hy vọng chúng ta sẽ được sống vô đời cho tương lai Chúa chúng ta sẽ được tham dự vào hoàn thiện vinh quang và lòng chúng ta hàng cao đấy vì ai ăn thì cầu nguyện cho tôi thì sống vô đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại và người ấy sống lên như một người mình thương nó sự sống tuyệt vời cho chúng ta. Để kính mến và quý cha cô bà lại chị em hôm nay chúng ta cùng chung lời chúc mừng các linh mục du xe nhưng cũng chung lời cầu nguyện cho thiện trí nhân dân đời sống của mình cho thánh thể để được thiên chúa chúc lành và hạnh phúc để bước chân phục vụ của ngài thành ánh sáng cho chúng ta thành mũi đốt trên mặt đời yêu thương cho thuộc độ của chúa bao trùm vào các chúng ta cho dẫu cuộc đời của người còn những thử thách khổ đau các con đường thật giá liên tế của Kitô như đã sáng lên hôm nay niềm hạnh phúc như thứ hạnh phúc sâu lắng bình an của những con người biết rằng mình đang phục vụ đại diện đang nhận thức đấng mà mình yêu mến trong thánh lễ. Mỗi lần cử hành thánh lễ là được ở lại trong tình yêu Chúa để Chúa ở lại trong chúng ta để rồi từ đó mà tên như mọi em được đi trên trời. Thì cho đến hôm nay con vẫn là thượng đế con vẫn là thánh thiên sứ. Amen.